lab. Một bài một xây dựng product gồm có hai trường dữ liệu, tên và giá. Còn bây giờ ở bên này thầy đã xây dựng một cái sinh viên có đến 4 trường dữ liệu tương tự ha. Và thêm một cái phương thức là lấy thuế để tính được thuế nhập khẩu 10%. Vậy bây giờ thầy sẽ viết thêm một cái phương thức nữa là phương thức xếp loại sinh viên theo điểm trung bình, khá giỏi trung bình đó. Như vậy mình đã viết được nhập xuất ở trong cái phần trước xuất xong, thì bây giờ mình có thể thêm một cái nữa là lấy trung bình. Như vậy chỗ này xếp loại, giả sử như thầy không viết public, mà thầy viết ở đây đối với lại cái xếp loại, thầy viết là private. Xếp loại thì sau khi xếp loại xong, các bạn sẽ mong muốn có trả về gì không? Trả về gì? Sau khi xếp loại xong, mình sẽ mong muốn trả về gì? Void hay cái gì? Xếp loại. Thì sau khi xếp loại mình lấy điểm, mình sẽ kiểm tra bạn này là trung bình, khá, giỏi. Vậy cái này là string. Và nếu như this chấm điểm mà nhỏ hơn 5 thì return kém, else nếu điểm khá giỏi, trung bình khá giỏi dưới 6.5 gì tên trung bình chấm phẩy nếu như điểm bể hơn 7.5, 8.0 thì tên chấm phẩy eo, bạn có mở ngoặc cũng được, không cũng được, thì tên. Rồi chúng ta đã xong cái phần xếp loại private ha. Và ở phần xuất của chúng ta thì chúng ta thêm một dòng xếp loại. Và ở chỗ này chúng ta viết hồi nãy là cái hàm gì? Xếp loại. Đó, thì mình gọi xếp loại. Rồi, chúng ta đã làm xong cái phần xếp loại của chúng ta. Cũng coi như là tính thuế giống y chang như lab. Nếu mà thầy làm lab luôn thì nó cũng được, mà các bạn tự làm cũng được ha. Chúng ta đã có được cái phần xuất. Như vậy chúng ta đã làm xong bài 1 rồi đó. Bài 2, viết chương trình tạo 5 sản phẩm nhập và xuất. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ qua cái buổi 2 này, thầy sẽ tạo một cái class là danh sách sản phẩm hoặc là quản lý sản phẩm, quản lý sinh viên. Bên lớp kia là chúng ta tạo sinh viên, còn bên lớp này là quản lý sinh viên.
Như vậy để quản lý được 5 sản phẩm thì chúng ta sẽ dùng gì? Relief nó sẽ hay. Được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng Relief. Relief đối với đối tượng của chúng ta là sinh viên. À, hoặc là chỗ này mình để là danh sách sinh viên bằng new array list sinh viên. Và ở chỗ này chúng ta sẽ nhập 5 sinh viên. Nhập 5 sinh viên. For in bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 chấm phẩy y cộng cộng nhập 5 sinh viên. Tại sao nó đóng ở đây? À, chưa có men. Quên hoài. For y chạy từ 1 đến 5 y cộng cộng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng sinh viên SV bằng new sinh viên. Và chúng ta sẽ lấy xuất ra thông tin, nhập thông tin sinh viên thứ cộng với gì? Y cộng 1. Chú ý chỗ này nha, cộng với y cộng 1. Rồi gì nữa? Chỗ này chú ý nha. Rồi. Sinh viên, danh sách sinh viên thứ y bằng sinh viên chấm chấm chấm. Nhập sinh viên hay là nhập 2? Nhập sinh viên 2. Chỗ này nó có hai phương thức nhập nè. Là chấm nhập sinh viên hay là chấm nhập sinh viên 2. Bởi vì cái nhập sinh viên của mình nó trả về void, mình không xài ở đây được. Mình chọn cái nhập sinh viên 2. Chấm phẩy, phần này nó trả về kiểu sinh viên của chúng ta. Vậy chỗ này sao đây? Sao nè? Tại sao mà nó không gán qua được? Sinh viên nhập sinh viên bạn nào phát hiện ra giúp thầy lý do tại sao mà chỗ này nó không cho gán vô. Danh sách sinh viên thứ y sao nè? Sao nè? Có gán vậy được không? Làm gì? Chấm. À, ok. Chú ý chỗ này nhé.
khi nào mà các bạn truy xuất á thì các bạn mới gán chỗ này mình sẽ ít về. Chú ý, các bạn thường hay bị nhầm và các bạn hay gán, cho nên chúng ta dùng phương thức thêm vào chứ không phải là gán. Và chúng ta đã có được 5 sinh viên, chúng ta đã có được 5 sinh viên, chạy thử coi nha. Hồi nãy thầy bảo là các bạn chú ý ở dòng 18 nè, chú ý dòng 18 nha. Bây giờ thầy xóa đi là nó dòng số 14, chạy kỳ vậy. Nhập sinh viên 2. Rồi chạy lại. Sinh viên thứ 01. Rồi ok. Mã số sinh viên A. Họ tên A. Năm sinh 1. Điểm 1. Nhập sinh viên 11. Vậy thì mình làm sao? À, mở ngoặc đóng ngoặc ngay chỗ y cộng 1. Rồi, chú ý chỗ này. Chúng ta có sinh viên đầu tiên A. A, năm sinh 1, điểm 1. Sinh viên thứ 2 B. B, năm sinh 2, điểm 2. Sinh viên thứ 3 tương tự. Và chúng ta sẽ viết thêm cái phần xuất ở đây. For int bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 chấm phẩy y cộng cộng. Và lấy cái danh sách sinh viên thứ y chấm sao vậy? Danh sách sinh viên thứ y. Bây giờ bản thân cái sinh viên này nó có phương thức xuất không nè? Xuất có. Đây chỗ này sao đây? Sao để khai thác? Nhớ lại coi. Array list. Danh sách sinh viên. Có xài cái này không? Đó. Giống gì? Get y rồi mới chấm xuất sinh viên. Được chưa? Được chưa? Dùng add, dùng set và dùng get. Còn không thì dùng add vào, dùng get. Chứ không có dùng trực tiếp được nha. Chứ hồi quên dùng trực tiếp lỗi kìa, sao lỗi. Rồi, mình sẽ xuống dòng cái để cho nó dễ thấy. Và chỗ này chúng ta chọn khoảng 3 sinh viên thôi. 5 sinh viên nhiều quá. Các bạn làm thì các bạn làm 5. Còn thầy là ví dụ khoảng 3 sinh viên thôi. Thông tin sinh viên 1. 1, 1. Thông tin sinh viên 2. Thông tin sinh viên 3. Và chúng ta đã có thông tin sinh viên. Thông tin sinh viên 1, 2, 3. Tí nữa chúng ta nhập điểm ở nhiều cái trường điểm khác nhau, phổ điểm của chúng ta khác nhau, để cho nó ra được khá giỏi, trung bình, yếu, đầy đủ. Như vậy, lab 1 chúng ta đã làm xong bài 2. Kịp không? Có bạn nào không kịp giơ tay? Bài 2 chúng ta đã làm xong. Coi như